Quý vị đang tìm nhà đất giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, sân cổng riêng thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 60m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, sân cổng riêng, thoáng trước, thoáng sau, với hướng nhà là hướng Tây Bắc, vị trí ngôi nhà thuộc Đại Thành Quốc Oai. Với vị trí ngôi nhà này thì giáp với địa phận Đông Lao Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa Hà Đông, thuận tiện cho quý vị đi làm ở khu vực Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Hà Đông, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa nó khoảng tầm 4 km, cách với khu đô thị cách với lại bến xe Nghĩa khoảng tầm 6 km, thuận tiện cho quý vị đi lại. Và với căn nhà này thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như hiện trạng. Nhà xây mới cụm dự án này thì có tổng là 3 căn quý vị nhé. Và 3 căn tính đến thời điểm Ngọc Ánh lên video là hiện vẫn còn nguyên để cho quý vị lựa chọn. Với sân trước đây rất là thoáng để xe, cách với đường ngõ ô tô khoảng tầm 100m quý vị nha. Nếu như căn nhà này ô tô nhỏ thì có thể vào tận cửa, ví dụ như là Wuling này, VF3 này hoặc là Suzuki Cox này. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này rất là rộng và thoáng, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá thiết kế của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị: phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, một sân trước và một sân sau. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với công năng hài hòa hợp lý, toàn bộ xe cộ là để ở phía bên ngoài, có cổng riêng, sân riêng. Đây là phần phòng khách sử dụng riêng của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện xong hết rồi. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Và với phần không gian phòng khách thì chủ nhà trang trí cho quý vị một vách PVC nano rất chi là hợp lý. Với phần cổng riêng là cổng sắt sơn tĩnh điện và cửa chính thiết kế là cửa nhôm sinh pha 5 năm. Nhôm kính nha mọi người ạ, đây. Rất chi là hợp lý nha. Rất là thoáng, đấy, nhôm kính tương đối là thoáng và rộng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh và tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Dạo gần đây thì vị trí Đại Thành Quốc Oai đang rất là hot bởi vì quỹ căn của nó rất là nhiều, đồng thời diện tích rộng. Cho nên là thiết kế lên những ngôi nhà rất là hợp lý, thoáng trước, thoáng sau. Với 3 tầng xây dựng nhưng mà phòng khách riêng, phòng bếp riêng, nó không như kiểu bên Hà Đông. 30m xây 4 tầng thì lại phòng khách, phòng bếp chung, một sàn. Và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết cho quý vị. Theo đúng như hiện trạng là sáng mua, chiều về ở, sổ sách sẵn sàng giao dịch. Phụ kiện bếp toàn bộ thiết kế chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây quý vị nha. Nhìn thực tế luôn, với tủ bếp thì thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang tìm nhà hướng Tây Bắc thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Rộng, thoáng. Đây là phần sân sau của ngôi nhà quý vị ơi. Đây là phần sân sau như em đã chia sẻ. Với phần sân này thì thiết kế tùy mục đích công năng. Quý vị sau này về quý vị có thể làm thêm một cái mái tránh nắng ở đây. Rất là hợp lý, tránh nắng, tránh mưa. Sử dụng và có cửa đằng sau rất thoáng. Với căn nhà này mở cửa trước, cửa sau đều rất là ok. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm và hệ thống máy bơm nước lên trên. 3 tầng sử dụng của ngôi nhà, 3 căn nhà, 3 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện, hồ sơ nước khác nhau, xây dựng 3 căn riêng biệt khác nhau. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường này, hướng này, vị trí, giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả, phần bình luận cho quý vị nhé. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với công năng sử dụng ở phần tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá phòng ở bên trong. Cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên. Với căn nhà này mặt trước là hướng Tây Bắc, phía sau cửa sổ như căn ở trong này, ở phần trong này thì là hướng Đông Nam. Cho nên mở cửa sổ ra buổi tối rất là thoáng nha mọi người. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Rồi là tất cả cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Hành lang đi vào hai phòng ngủ tương đối là rộng thoáng. Với diện tích rộng cho nên phòng ngủ thiết kế cũng rộng vô cùng luôn cho quý vị. Mặt trước đây của ngôi nhà, cửa sổ thông thoáng, hai lớp,
Cửa nào cũng vậy, thiết kế cho quý vị đầy đủ hai lớp cửa, rất là an toàn thẩm mỹ. Đó, đây là phần tầng 2. Và một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 của ngôi nhà đây. Phòng vệ sinh của tầng 2 đây ạ. Đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen kê tắm, lavabo, rồi là cửa sổ thông thoáng quý vị nhé. Đây là phần tầng 2 rồi đấy ạ. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Trên tầng 3 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và như em chia sẻ từ phía dưới tầng 1 lên tới tầng 3 là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, thiết kế công năng toàn bộ cho quý vị ở đây là gỗ. Rồi trên tầng 3 thiết kế một phòng ngủ này, một phòng vệ sinh này, một phòng thờ này và sân phơi. Đấy, công năng sử dụng rất chi là hài hòa đúng không ạ? Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Với công năng sử dụng 60 m², thiết kế 3 tầng, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, để xe, sân phơi riêng biệt, đi lại, giao thông thuận tiện. Đấy, đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Nói chung có như thế nào thì ngoài quay và review cho quý vị là như vậy. Chắc hẳn là sẽ có một số khách hàng chưa đi xem nhưng mà cũng có những khách hàng đi xem với lại bên nhà tốt Ngọc Ánh rồi. Thì quý vị có thể biết rằng là tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh đang quay lên ấy 100% là đúng với thực tế. Video hình ảnh rõ ràng, quý vị xem video như thế nào thì đến xem là y như vậy. Đây là phần phòng thờ mọi người ạ. Và đây là sân phơi. Đây là có cửa thoát hiểm đây ạ. Đấy. Sau này quý vị về có thể lắp chìa khóa vào đây. Đây là phần sân phơi. Như vậy ngoài anh đã review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đối với ngôi nhà 60 m², xây 3 tầng hướng Tây Bắc này, vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.